Hi, xin chào các bạn. Hết Tết rồi các bạn ạ. Hôm nay là mùng 7 Tết rồi. Và chúng ta sẽ tạm gác lại niềm vui của những ngày Tết và tiếp tục cái cuộc sống thường nhật. Thì đây là cái video mà nó chia sẻ với các bạn về lời Chúa nhá, tin lành. Sau những ngày tháng ăn Tết vui vẻ thì chúng ta phải ôn lại, dặn dò nhau, học với nhau lời Kinh Thánh tốt đẹp. Ta sẽ ôn lại với nhau về cái nền tảng lễ đạo. Thực ra nó là cái những cái cơ bản và căn bản trong cái đạo tin lành thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng có nhiều bạn và có nhiều người đang muốn tìm hiểu đạo thì sẽ cần phải xem cái điều này, và những bạn theo Chúa lâu năm rồi đôi khi chúng ta cần phải ôn tập lại, vì rất nhiều khi chúng ta nhầm tưởng về đạo của mình. Đây là chúng ta sẽ ôn tập lại. Thì ở cái phần này chúng ta sẽ ôn về cái câu hỏi làm sao để được cứu. Đây là một câu hỏi mà cả thế giới, cả nhân loại phải hỏi. Làm sao để được cứu? Ở đây là câu hỏi này đã nói đến một cái vấn đề. Ở đây chúng ta được cứu là cứu khỏi cái gì? Đó là cứu khỏi tội lỗi, đúng không? Cứu khỏi tội lỗi, và tội lỗi sinh ra sự chết đời đời nơi địa ngục. Thì chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi làm sao để được cứu khỏi sự chết đời đời nơi địa ngục. Thì theo các bạn ấy, thì các bạn sẽ nghĩ về cái vấn đề này như thế nào? Làm sao để chúng ta được cứu? Thực ra thì nó sẽ rất nhiều người sẽ có mỗi một cái câu trả lời khác nhau. Nhiều người sẽ trả lời là chỉ cần sống tốt, đạo đức, không làm điều gì sai trái là được. Nhiều người sẽ nói là cần phải tu luyện, cần phải làm điều này điều kia. Thì khi nói về điều này, chúng ta biết rằng là sau cái chết chúng ta sẽ không chỉ là hết, mà sau cái chết chúng ta sẽ còn linh hồn ta sẽ đi địa ngục hoặc là đi thiên đàng. Thì đó là điều quan trọng nhất, và chúng ta sẽ cần trả lời là làm sao để được cứu vào thiên đàng. Ở đây chúng ta sẽ nói về đạo tin lành thôi. Chúng ta sẽ không trả lời theo các cách mà người không theo đạo tin lành và những cách trả lời khác nhé. Chúng ta có rất nhiều cách để trả lời, nhưng mà Lộc nói thật với các bạn là chỉ có một cách duy nhất thôi, và nó nằm trong video này. Cách duy nhất để được cứu vào thiên đàng. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là ba cái lý do. Ở đây là ở trong Chúa này, ca hát và cầu nguyện này, được tái sinh và có được ân tư Thánh Linh, rồi là làm đúng lời Kinh Thánh. Thực ra thì rất nhiều người làm cái điều này trong rất những năm tháng vừa qua, đặc biệt là những tín đồ lâu năm và sốt sắng trong công việc Chúa, và cũng như là sốt sắng trong đức tin, và khi mà thay đổi niềm tin, thay đổi sự nhận biết về tội lỗi và sự ăn năn, thì là chúng ta luôn luôn làm những điều này. Nhưng mà Lộc sẽ trả lời cho các bạn này, việc ở trong Chúa, việc ca hát cầu nguyện, hay là việc các bạn được tái sinh, các bạn làm điều lành, điều tốt, các bạn giữ đúng kỷ luật, các bạn đi nhóm đều đặn và làm các việc tốt ấy, thì cái điều đó ấy, nó không phải là lý do giúp các bạn được cứu nhé. Nó không phải là một lý do được cứu. Chúng ta không được cứu bởi việc mình làm ở trong Chúa. Cái việc mà các bạn làm trong Chúa đó là các bạn biết ơn Chúa, bạn làm, các bạn nói tiếng lạ, truyền đạo, chăm sóc, đi dâng hiến, ban phát, làm ơn, cứu giúp, giúp đỡ, làm tất cả các việc đúng đắn, giữ ngày lễ thứ bảy hay chủ nhật, hay là các bạn kiêng ăn cầu nguyện hay làm bất cứ việc gì, thì chúng ta không được cứu bởi cái việc đó. Có một cái phân đoạn Kinh Thánh mà Chúa Giêsu nói rằng là không phải hễ ai lạy Chúa là sẽ được vào nước thiên đàng đâu, nhưng mà những người kia mới thưa rằng là thưa Chúa, chúng con chẳng từng nhân danh Chúa mà chữa lành rồi quỷ, nhân danh Chúa làm những việc lành, nhân danh Chúa mà truyền đạo hay sao? Thì Chúa nói là ta chả biết các ngươi bao giờ, khi ta đói các ngươi cho ăn, khi ta khát các ngươi cho uống, khi ta trần truồng các ngươi trả mặc cho ta. Chúa nói như vậy thì họ mới trả lời là chúng con đã biết khi nào Chúa trần truồng, đã biết khi nào Chúa đói, đã biết khi nào Chúa khát mà cho Chúa ăn, Chúa uống rồi mà mặc cho Chúa, đúng không? Thì chúng con chỉ biết hầu việc Chúa, làm những việc lành, rồi là nhân danh Chúa đuổi quỷ, chữa lành, truyền đạo. Thì đấy là chúng con phải được cứu chứ, đúng không? Nhưng mà điều đó không phải là điều được cứu. Và cái câu này nó, và hôm nay cái video này nó nhắc lại cho các bạn phải nhớ là chúng ta sẽ không được cứu bởi việc mình làm ở trong Chúa. Điều này rất quan trọng. Vậy thì làm sao chúng ta được cứu về thiên đàng đây? Thì chúng ta sẽ nhờ giở Kinh Thánh ra và đọc câu Ê-phê-sô chương 2 câu 8 nhé. Đó là: và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó nó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Trời. Đây là thư mà Thánh đồ Phao-lô gửi cho hội thánh ở Ê-phê-sô. Chúng ta biết rằng là
chúng ta được cứu đến nhờ ân điển. Nhờ ân điển, ân điển là sự ban cho nhưng không của Chúa. Mình sẽ nói rõ hơn về cái video sau của cái video này. Trong video này mình sẽ nói về phần bởi đức tin. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin. Chúng ta được cứu ấy là nhờ ân điển, và chúng ta tin vào cái ân điển đó mà chúng ta được cứu. Và điều này không đến từ chúng ta, không đến từ chính chúng ta, mà là sự ban cho của Chúa các bạn nhé. Mà là sự ban cho của Chúa. Chúng ta có thể thuộc câu kinh thánh này, nhưng đôi khi chúng ta sẽ quên đi, và đôi khi chúng ta sẽ nhớ và sẽ bị nhầm lẫn và sẽ bị lạc hướng bởi nhiều người nói ấy, thì chúng ta sẽ bị sai lạc, nhầm tưởng là chúng ta được cứu nhờ là chúng ta giữ đúng lời kinh thánh, điều Chúa dạy, phải kiêng ăn cái này không ăn cái kia, phải đi nhóm vào ngày thứ bảy, hay là phải làm những cái việc này việc kia thì chúng ta được cứu. Cái điều đó nó thực ra cái điều đó nó chả liên quan gì đến việc các bạn được cứu hay không cả. Việc các bạn được cứu ấy là Chúa đã làm sẵn rồi, Chúa đã ban cho, Chúa đã làm hoàn thành, và các bạn chỉ còn tin vào mà thôi. Chúa đã chết trên cây thập tự giá, đã hy sinh và sống lại sau 3 ngày sống lại và ngày ban sự cứu rỗi. Đó là ân điển, và các bạn không phải làm gì để có được ân điển. Đã gọi là ân điển, ân điển là sự ban cho nhưng không, các bạn không đáng được nhận nhưng Chúa vẫn ban cho, thì đó là ân điển, và chúng ta đã được, và chúng ta chỉ cần tin vào cái ân điển đó là chúng ta được cứu rồi. Thì rất nhiều người sẽ bị nhầm tưởng như thế này, nhầm tưởng là mình phải làm, phải đi nhóm, phải thế này phải thế kia, phải lễ giáo, phải như thế này phải thế kia thì đó là chúng ta được cứu. Nhưng ở đây trong video này thì Lộc chưa nói về ân điển, mà Lộc sẽ nói về phần đức tin. Vì thực ra thì anh em chúng ta đang có một cái đức tin, và chúng ta đang bị lệch lạc về cái đức tin này một chút, thì Lộc cũng nói về điều này trước khi chúng ta nói về ân điển sau. Ân điển sẽ dành cho những người ấy, chưa biết về đạo tin lành bao giờ, chưa biết về phúc âm và ân điển của Chúa là như thế nào, thì chúng ta sẽ học về ân điển, và chúng ta sẽ học ở video sau nhé. Thì video này chúng ta sẽ nói về đức tin nhé. Điều đầu tiên mình muốn nói trong video này, đó là đức tin là chúng ta nhận biết về ơn cứu chuộc của Chúa, là Chúa đã ban cho chúng ta ơn cứu chuộc, hay là chết thay chúng ta, đền tội thay chúng ta, và chúng ta tin vào điều đó thì chúng ta được cứu. Nhưng mà có một số người sẽ nói rằng là thế thì tôi chỉ cần tin vào là Chúa đã chết thay cho tôi, Chúa đền tội cho tôi thì là tôi được cứu rồi, thì tôi làm sao tôi không cần phải đi nhóm nữa, đúng không? Tôi vẫn có thể hút thuốc, hay là vẫn có thể làm những việc gian ác, vẫn có giữ được một số các thói quen cũ, nó không phải là cái gì nó quá lắm, hoặc là tôi bận tôi không đi nhóm, hoặc tôi muốn bỏ nhóm để tôi tự sinh hoạt nhóm ở nhà của thánh tôi. Thì thực ra thì cái câu đầu tiên, câu hỏi mình sẽ trả lời là một số người phủ định là tôi chỉ cần tin là được rồi, tôi chỉ cần tôi tin là được, tôi ở nhà tôi tự cầu nguyện là được, tôi tự ở nhà tôi tự khích lệ, tự xem video, tự đọc kinh thánh, tự tìm kiếm Chúa là được, là tôi được cứu, là tôi tin. Tức là tôi tin và tôi tự làm ở nhà. Tức là tôi không cần phải hoạt động tôn giáo vì các anh đi nhóm hay là các anh này chỉ là giữ lễ thôi. Chỉ là đi nhóm họp này là chỉ là giữ lễ hoặc là hoạt động tôn giáo thôi. Nó không có sự cứu rỗi, nó không có ân điển là trong cái lễ nghi hoạt động tôn giáo này. Thì tôi xin phép tôi không đi nhóm. Thì có một số người nói như vậy. Là tôi chỉ cần tôi tin Chúa là được một mình tôi. Thì điều này thì mình sẽ trả lời trong cái video này là thực ra đấy, Lộc muốn bảo đảm cho các bạn rằng là các bạn được cứu bởi ân điển. Ân điển này được ban cho từ Chúa, và các bạn không thể làm gì khác hơn là ngoài tin vào Ngài thôi. Các bạn không có cố gắng không thể nào được, đúng không ạ? Mà các bạn chỉ cần tin vào thôi. Sự cứu rỗi chúng ta là chỉ cần bởi tin vào thôi. Nhưng mà điều đó không nghĩa là chúng ta không cần phải đến hội thánh và hay là không cần phải sinh hoạt tôn giáo. Thì ở đây mình sẽ trả lời là tại sao chúng ta phải đi nhóm lại, phải sinh hoạt tôn giáo và phải đến hội thánh. Thì điều đầu tiên mà các bạn sẽ nhìn thấy ở trên màn hình đó là đức tin là đến bởi sự ta nghe. Thực ra khi các bạn tin ấy là phải có một người nào đó nói cho các bạn thì các bạn mới tin. Hiếm người lắm mà Chúa hiện ra hay là Chúa sai thiên sứ hiện ra để nói và truyền đạo cho người đó. Dường như là cái này tỷ lệ gần như là không có trên thế giới, nó rất là hiếm, dường như là không có mấy. Thì đức tin là đến bởi sự người ta nghe, sự nhóm lại, sự đi nhóm nhà thờ hay là các bạn đi nhóm họp đấy, thì cái đó là để các bạn nghe về lời Chúa, nghe thì các bạn mới có thêm nhiều đức tin, và bạn dẫn thêm người khác đến để người ta
được nghe. Cái đó, đức tin đến bởi sự người ta nghe. Thì chúng ta phải nhóm lại. Thì các bạn bảo là thế tôi ở nhà tôi tự cầu nguyện, tôi tự mở các băng cassette hay là mở các video chia sẻ trên mạng thì để tôi tự nghe được không? Vì đức tin đến là bởi sự người ta nghe mà. Đấy, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ giao giảng thì ở trên mạng họ cũng giao giảng về Đấng Christ nhiều đấy. Đó, thì tôi làm như vậy cũng được đúng không? Thì không được. Lộc muốn chia sẻ các bạn là không được như thế. Lộc muốn chia sẻ các bạn là con người ta không thể sống trong sự cô độc. Chúng ta không thể tin Chúa một mình chúng ta và sống theo cái kiểu của chúng ta được. Chúng ta không thể tự cố gắng và tách mình ra khỏi cộng đồng được. Và Đức Chúa Trời rất ghét sự phân rẽ. Đức Chúa Trời có ba ngôi nhưng ba ngôi không là phân rẽ nhau. Và Đức Chúa Trời cực kỳ ghét sự phân rẽ. Và Đức Chúa Trời đã cố gắng làm hòa con người. Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời luôn muốn sự hòa thuận. Đức Chúa Trời không là muốn sự chia rẽ. Nhưng tại sao chúng ta lại muốn sự chia rẽ? Chúng ta bận hay chúng ta không thích người lãnh đạo, hay là không thích cái điểm nhóm thích này, hoặc là chúng ta thấy rằng là điểm nhóm này có nhiều cái không đúng kinh thánh, có nhiều cái sai lệch sai trái. Chúng ta có thể góp ý và sửa chữa, có thể đàm luận với nhau, nhưng ta không thể nên bỏ nhóm. Đấy, bởi vì trong sách Hebrew này, chúng ta sẽ đọc sách Hebrew này là ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy sự như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng đấy. Thì ở đây là thánh đồ gửi cho hội thánh ở Hebrew là chúng ta hãy coi sóc nhau và khuyên dục nhau về lòng yêu thương và việc tốt lành. Thực ra đấy, chúng ta mà không đi nhóm với ai, không sinh hoạt tôn giáo với ai thì chúng ta yêu thương ai? Chúng ta có lòng yêu thương ai và chúng ta làm việc tốt lành cho ai? Mà chúng ta khuyên dục người ai? Chúng ta khuyên dục, khuyên bảo ai? Chúng ta giúp đỡ ai, nâng đỡ ai và ai nâng đỡ chúng ta? Nên là chúng ta phải có sự đi nhóm lại. Được chưa? Chúng ta không nên bỏ sự nhóm lại. Và Thánh đồ Phaolô cũng nói rằng là chúng ta thấy cái ngày Chúa đến hầu gần chừng nào, ngày Chúa tái lâm hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Tức là Chúa đến càng mau chúng ta lại phải càng cần nhóm họp với nhau. Thì chúng ta sẽ đọc hết cái phần đoạn kinh thánh này một chút để chúng ta ôn lại cái Hebrew chương 10 này. Đó, cử câu 26 này, nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự chờ đợi kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có 2-3 người làm chứng thì chết đi không thương xót, huống chi kẻ dày đạp con Đức Chúa Trời. Coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ lên thánh là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn. Thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Vì chúng ta biết Đấng đã phán rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán. Lại rằng Chúa sẽ xét đoán dân mình, xa vào tay Đức Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Thì ở đây là Thánh đồ Phaolô dùng cái Hebrew chương 10 này để gọi là răn, cảnh cáo về sự hình phạt của Chúa. Tức là dùng lời lẽ chắc chắn và mạnh bạo trong luật pháp để chia sẻ về cái điều này. Chúng ta không nên từ bỏ cái việc làm đức tin là yêu thương nhau, rồi là khuyên dục nhau, đi nhóm, coi sóc nhau. Chứ đừng bỏ nhóm lại, chúng ta phải nhóm lại để biết ai yếu, ai mạnh, ai tốt, ai dở, đúng không? Ai còn thiếu thốn điều này điều kia, chúng ta giúp đỡ nhau, chúng ta khuyên giục nhau đến ngày cuối cùng. Thì tại sao chúng ta là người tin, chúng ta phải làm cái việc là như thế này? Thì các bạn sẽ thấy rằng là người tốt thì làm việc tốt và người xấu thì làm việc xấu. Thực ra thì cũng có một câu kinh thánh chứa chép như này này, đó là khi mà các người yêu thương nhau ấy, thì người đời nhìn thấy các người yêu thương nhau thì người đời sẽ nhận biết các người là con Đức Chúa Trời. Thì ở đây mình không nói về cái việc yêu mà mình đang nói về việc đức tin, nên mình sẽ trích dẫn cái câu Gia Cơ chương 2 này, đó là đức tin mà không có việc lành thì sẽ là đức tin chết. Thì ở đây ấy, ai nói mình có đức tin xong không có việc làm thì chẳng có ích gì cả. Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Ví thử anh em hoặc chị em nào không có quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em lại nói với họ rằng hãy đi cho bình an, hãy sưởi ấm mà ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác thì có ích chăng? Thì có ích gì chăng? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ nhận thấy được rằng là người sứ đồ này cũng
khuyên cho chúng ta là chúng ta làm việc lành trong đức tin, tức là chúng ta chỉ nói về đạo, nói về lời Chúa hay chia sẻ lời Chúa cho họ, nhưng mà khi họ thiếu thốn của ăn của mặc hàng ngày mà chúng ta lại chỉ khuyên, chỉ nói thôi, chúng ta chỉ yêu bằng lời nói hay là nói thôi, chúng ta không có hành động, thì nó sẽ là không có giá trị gì cả, đúng không? Thế thì đức tin nó cũng sẽ một cái lẽ như thế, và đức tin không có việc làm thì là đức tin tự nó chết đi. Thì cái điều này nó có thể là các bạn đã học nhiều, các bạn nghe đi nghe lại các bạn thấy chán rồi, đúng không? Nhưng mà thực ra thì nói đi lại thì vẫn phải nói, đó là các bạn cứ thử thử mà xem. Các bạn nói các bạn yêu Chúa, các bạn tin Chúa, các bạn là một cơ đốc nhân, nhưng mà các bạn không có những hành động tốt đẹp, không nói lời nói tốt đẹp, không có suy nghĩ và tư tưởng tốt đẹp, không có sự cầu nguyện hàng ngày, không có sự nhóm lại, không có sự thông công giao tiếp với mọi người, rồi không là người thể hiện ra đức tin của mình ấy, thì mà ngược lại nhá, lại có những cái thói quen, hành vi, xử sự và những cách làm nó xấu, thì dần dần cái điều tốt sẽ bị mất đi và đức tin các bạn sẽ dần bị chối bỏ. Các bạn thử mà xem. Các bạn có thể đọc hết cái thư Gia Cơ chương 2 này. Thì ở đây thì mình sẽ đọc cái câu 24 thôi, đoạn cuối thôi. Nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng là cậy đức tin mà thôi. Đồng một thể ấy, kỵ nữ giang hát, tiếp rước các sứ giả, khiến họ noi đường khác mà đi. Người há chẳng cậy việc làm mà được xưng công bình sao? Và xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng như vậy. Ở đây câu 26, sứ đồ Gia Cơ cho chúng ta một cái sự ví, đó là xác và hồn. Đức tin không có việc làm thì là đức tin như là cái xác bề ngoài, còn cái việc làm là cái linh hồn của đức tin. Việc làm là linh hồn đức tin, việc làm cho khiến cho đức tin sống, và việc làm khiến cho đức tin tốt lên. Thì ở đây có một cái điều quay lại, đó là nhắc về cái sự kiện mà kỵ nữ Gia Hát. Thì khi mà dân Do Thái lao vào xứ Hứa thì có đi do thám sứ, thì được Gia Hát cứu. Khi mà Gia Hát cứu dân Chúa, cứu những người Do Thám của Chúa, thì Gia Hát được xưng công bình, đúng không ạ? Cũng trên các đoạn câu trên là câu 23, các bạn sẽ thấy là Abraham cũng làm như vậy. Abraham là Chúa sai, là Chúa nói là đi nên và giết con của ngươi làm của tế lễ dâng cho ta, thì Abraham cũng tin và đi làm điều đó, thì cũng bởi cái việc làm đó mà Abraham được xưng công bình. Vậy thì chúng ta sẽ nói là người ta sẽ nói là việc làm sẽ khiến cho đức tin trở nên sống động. Việc làm là hồn của cái xác đức tin, đúng không? Việc làm là hồn của xác đức tin. Và người có đức tin ấy, và người có đức tin thì giống như là một cây cam ra trái cam, đúng không? Người tốt sẽ làm việc tốt, đúng không? Người có đức tin vào ân điển của Chúa thì người đó là người được cứu, và tự nhiên và tự nhiên mà có được cái lối sống của sự tái sinh, lối sống của người được cứu. Cái người mà đạo đức thì tự họ là đạo đức. Cái người mà và sống trong giàu sang phú quý thì tự họ có cái cách sống, cái văn hóa sống, cái cách lời nói giàu sang phú quý, đúng không? Cái người mà sống trong cái môi trường nghèo bẩn hàn thì họ lại có cái cách sống tự họ, có cái tính tằn tiện hay là cái tính tiết kiệm. Tức là giống như cái cây cam mà nó ra cái trái cam vậy. Điều đó là điều tự nhiên. Cái người mà có đức tin thì tự họ sẽ làm những việc lành, việc thể hiện là họ có đức tin. Đấy là cái việc như vậy. Cam sẽ ra một nước cam. Ra bắt trái cam ra nước cam giống như thế này này. Đó là khi mà chúng ta có đức tin ấy, chúng ta làm những việc lành, việc tốt thì là cái điều bình thường. Đi nhóm lại, đọc kinh thánh, cầu nguyện, đó là cái điều bình thường rồi. Nhưng mà khi chúng ta hoạn nạn, khó khăn, chúng ta còn tin không? Khi chúng ta bị người khác nói là đạo này là không tốt, đạo này thế kia, rồi là chúng ta bị người khác chửi rủa, bị khác bắt ép là bỏ đạo đi, rồi là nếu mà mày bỏ đạo ta sẽ cho mày cái này, hay là ta sẽ không cho mày cái kia, hay là mày, rồi là người ta chửi rủa mình, rồi từ bỏ mình, thì chúng ta còn đức tin hay không? Đó. Thì người đức tin ấy thì là người sinh ra bông trái của đức tin. Khi hoạn nạn khốn khó, tự họ sẽ bộc lộ cái khí chất của người tin kính, mà họ sẽ vượt qua được những cái hoạn nạn đó, sẽ không bị rúng động bởi những lời cám dỗ, và không bị phẫn nộ bởi những lời rủa xả, đúng không? Và ông Gia Cơ cũng viết trong ngay đầu tiên của chương 1, khi mà ông ấy gửi thư đi, đó là sự thử thách đức tin sinh ra sự nhịn nhục. Đó, sự thử thách sinh ra sự nhịn nhục. Khi chúng ta vắt một trái cam, nó sẽ ra nước cam.
Thì ở đây mình muốn chia sẻ các bạn cái điều này nó cực kỳ là quan trọng. Chúng ta được cứu ấy là nhờ ân điển và đức tin, nhưng đức tin chúng ta là một đức tin có việc làm, đức tin có hành động, và đức tin đó được thể hiện qua khi mà chúng ta bình an, chúng ta làm những việc lành, việc tốt, làm những việc gọi là làm những việc đồng công cùng với anh chị em mình, đấy, giữ gìn mối quan hệ. Và khi chúng ta bị bách hại, bị áp bức, bị bóc lột, bị rủa xả, bị mắng nhiếc, bị chê bai về tôn giáo, về đạo, chúng ta vẫn còn tin kính, thì đó là một cái đức tin quan trọng. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là chúng ta được cứu đó là nhờ ân điển, không phải nhờ việc làm của đức tin nhé. Nhưng mà cái việc làm đức tin là cần phải có, bởi vì đó là linh hồn của đức tin, đúng không? Linh hồn đức tin. Đức tin không có việc làm thì đức tin chết. Đức tin chết giống như là xác mà không có hồn. Chúng ta cứ thử làm những việc ác đi, chúng ta phạm tội đi, chúng ta cứ làm những việc mà nó sai kinh thánh đi, hoặc làm những việc không công bình đi, thì thấy là đức tin nó sẽ chết rất nhanh. Điều nữa mà mình bổ sung trong cái câu, trong cái Roma chương câu 30 này, đó là vì chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm cho kẻ chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin, cũng làm cho kẻ không chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin nữa. Roma chương 1 là vì tin lành này bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà chúng ta được cứu, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Chúng ta được xưng công bình. Xưng công bình đó là bởi đức tin vào sự chết, sự cứu rỗi của Chúa. Chúa đón nhận chúng ta, Chúa gọi chúng ta được cứu bởi chúng ta tin, đơn giản thôi, không phải làm gì, cố gắng không được, quan trọng chỉ tin thôi. Nhưng người công bình là sẽ sống bởi đức tin. Điều này quan trọng lắm các bạn nhé. Nếu mà đừng nói là tôi cứ tin Chúa, tôi không cần phải làm điều này, điều kia, không phải làm việc tốt này hay là việc tốt khác, hay là tôi không phải, tôi chúng ta vẫn phải làm nữa. Đó là cái điều quan trọng, nó thể hiện là chúng ta có tin thật hay không. Và để củng cố cho các bài học ngày hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn một số câu kinh thánh về việc làm của đức tin. Ở đây thì chúng ta sẽ có rất nhiều các câu kinh thánh mà Chúa dạy các môn đồ, Chúa ban quyền năng đuổi quỷ. Nhưng ở đây mình sẽ chia sẻ một ít thôi. Là ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Có một số người bảo tôi tin Chúa, Chúa dạy là yêu cha mẹ hơn ta, yêu vợ con hơn ta thì không săn sóc cho ta rồi. Hay rồi là, rồi Chúa cũng dạy người giàu là bán hết của cải đi để cho người nghèo rồi đến mà theo ta, thế nên là tôi cũng không cần phải làm giàu. Nhưng mà thực ra đây là cái điều mà Chúa muốn ấy, là chúng ta vẫn phải chăm sóc, săn sóc cái người bà con, anh em, cha mẹ của mình. Đây là điều mà Chúa dạy. Thì điều đó nó mới thể hiện là chúng ta là người có đức tin. Đó, cái người đức tin là người phải sống tốt, phải là người có lòng hiếu kính, có sự chăm sóc đến người khác, có sự làm ơn, đúng không? Chứ còn nếu mà chúng ta nói là tôi tin Chúa, tôi theo Chúa, tôi hầu việc Chúa, nhưng mà cái lối sống của chúng ta lại vô trách nhiệm, lại không có hiếu đạo, và lại có sự thờ ơ với nỗi đau khổ, với sự nghèo nàn, hay là chúng ta là người con mà chúng ta không có cái trách nhiệm với gia đình, đặc biệt là gia đình bạn bè chúng ta mà chúng ta không có trách nhiệm nào đó, thì đó là cái người chối bỏ đức tin, đúng không? Bởi vì cái nếp sống của họ nó không bằng nếp sống của người không tin, thì không thể nào nói là họ là người tin được. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cơ thư Roma chương 3 câu 31, đó là vậy chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy, trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp. Ở đây là đức tin. Đức tin ấy không cho chúng ta là chúng tôi tin Chúa rồi thì chúng tôi có thể là không cần phải giữ luật pháp, có thể làm trái luật, vì tôi là con Chúa mà. Chúng ta đừng nghĩ vậy, hoặc là chúng ta nghĩ rằng là tôi là người có đức tin, tôi là người tin Chúa rồi thì tôi được sống trước ân điển, tôi không cần phải sợ hãi là phạm tội hay không phạm tội. Không, ở đây là chúng ta vẫn phải làm vững bền luật pháp, tức là người có đức tin ấy, thì họ dễ dàng giữ luật hơn mới là đúng, chứ không phải là dễ dàng phạm tội hơn. Ở đây là cho các bạn hiểu là như vậy. Tức là đức tin, niềm tin vào Chúa, niềm tin của các bạn ấy, các bạn nói các bạn tin Chúa ấy, thì cái niềm tin đó nó giúp các bạn dễ dàng trở lên là người có lề luật, là người có đạo đức, là người có lối sống tốt lành, là người dễ dàng giữ các luật pháp hơn là người không có đức tin mới là đúng. Chứ không phải là tôi là người có đức tin rồi tôi có thể buông thả, bởi vì nó là ân điển mà, tôi không, bởi vì là
là nhờ ân điển, không phải nhờ việc làm của tôi. Bạn nhờ ân điển và đức tin mà không phải nhờ việc làm của tôi, nên là tôi phạm tội hay không phạm tội cũng thế thôi. Thế thì không đúng nhé, không đúng, chúng ta phải nhớ nhá, như vậy nhá. Đức tin ta là để giúp chúng ta dễ dàng làm vững bền luật pháp hơn. Sau khi làm vững chắc nền tảng các bạn, thì những bài học sau là mình sẽ chia sẻ với các bạn về thánh linh và về sự giúp đỡ của thánh linh, rồi là sự giúp đỡ bởi đức tin mà chúng ta được ban cho quyền năng, được ban cho quyền năng, được gọi Chúa làm cha, được ban cho quyền năng dễ dàng đắc thắng tội lỗi. Rồi mình sẽ chia sẻ trong những bài sau. Răng chương 1 câu 12 này: nhưng những ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Ở đây thì câu này mình muốn nói về một cái điều, đó là khi chúng ta tin ấy, thì chúng ta được trở nên là con cái của Chúa. Làm con cái của Chúa thì chúng ta phải sống làm sao cho xứng đáng là người con của Chúa, đúng không ạ? Ngày xưa thì chúng ta chưa tin Chúa, hay là chúng ta đang tự do, đang sống cuộc sống mà của tội lỗi, vô thần, thì nó khác với cái việc mà bây giờ chúng ta được trở lên là con cái của Trời. Thì khi chúng ta tin rồi, chúng ta phải sống được xứng đáng đức tin. Ví có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể nào yêu Đức Chúa Trời chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này: ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Thì cái đây này nó nói về tình yêu một chút, nhưng mà thực ra thì nó cũng có liên quan đến đức tin đấy. Bởi vì nào, muốn yêu được Chúa thì ta phải tin là có Ngài chứ. Chúng ta tin được là có Ngài thì chúng ta phải yêu thương người khác như là Đức Chúa Trời yêu thương người đó. Chúng ta phải yêu thương. Điều này rất là khó. Điều này rất là khó. Trước có một lần mình đã trải nghiệm cái điều này, thực sự là rất là khó. Thì yêu một người nào đó thực sự rất là khó. Có một lần mình cầu nguyện Chúa là tại Chúa ơi, tại sao lại Chúa lại cho con gặp cái người nó gian ác như này. Con thật sự không thể yêu thương được cái người gian ác như này. Thật sự con không thể dám tưởng tượng nổi là Chúa lại ban sự cứu rỗi cho người gian ác như này. Nên Chúa nói là ta không yêu con nhiều hơn ta yêu người gian ác đó. Thực ra là ta yêu người gian ác đó với tình yêu ta yêu con nó bằng nhau. Thực ra thì mình mới hiểu được rằng là đúng, chúng ta phải yêu. Nó sau này các bạn trải các bạn biết được, mình không muốn nói nhiều nó sẽ dài video. Rồi, cuối cùng là Luca chương 12 câu 28, đó là: hỡi kẻ đức tin, nếu ngoài cỏ ngoài đồng là loài nay sống mai bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời còn cho mặc thì ấy, huống chi là các ngươi. Ở đây là nói về đức tin thì chúng ta không còn lo lắng về sự chăm sóc của Chúa. Đôi khi chúng ta nghèo đói túng thiếu thì chúng ta đừng lo rằng là Chúa không chăm sóc, Chúa không ban chúng ta. Rồi Chúa sẽ cho các bạn một công việc thôi nếu các bạn đang thất nghiệp. Rồi Chúa nói là hễ ai tin thì bắt rắn trong tay, đúng không? Uống giống chỉ độc cũng không hại gì. Thì mình nói lại, tức là đức tin nó cho chúng ta sự quyền năng. Đó. Đức tin cho chúng ta việc làm và quyền năng. Nhưng bạn nhớ này, hay việc làm nó không giúp ta được cứu, mà ta được cứu ấy là nhờ ân điển và bởi đức tin nhé. Ân điển bởi đức tin, nhớ nhé. Ân điển chúng ta, đức tin ta là ta tin vào ân điển của Chúa thôi. Còn những cái điều khác nó điều không liên quan gì cả đến ân điển nhé. Thì đấy mình chia sẻ với các bạn, tức là các bạn làm tốt hay là chẳng may mà không làm tốt, các bạn có quyền năng hay là theo Chúa lâu năm rồi mà không có quyền năng gì cả, thì điều đó cũng không liên quan đến sự cứu rỗi nhé. Đó, thì mình chia sẻ với các bạn như vậy. Thì trong cái bài học sau thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về ân điển. Thì chúng ta sẽ tổng kết cái bài này là làm sao được cứu đó nhờ ân điển bởi đức tin nhé. Và các bạn nhớ là đó, nhờ ân điển bởi đức tin, chúng ta tin vào ân điển của Chúa đã ban cho, ta chỉ cần tin là Chúa đã ban cho, đã chết thay, đã sống lại là ta được cứu rồi. Và điều này không đến chúng ta không làm được gì. Điều đó không phải là chúng ta kiêng ăn cầu nguyện hay là chữa lành đuổi quỷ ra giải tin này. Điều đó không phải chứng minh ta được cứu, mà ta được cứu là chúng ta được cứu bởi ân điển đã được ban cho. Ân điển đã được ban cho, ta chỉ cần tin vào điều đó thôi. Và nó tin thì phải có việc làm nữa, tin phải có việc làm. Đó mới là một đức tin sống động. Đó là một đức tin sống động. Thực ra chúng ta không thể nào nói là tôi theo Chúa, tôi đón nhận ân điển, tôi đã tuyên xưng ăn năn tội nhưng mà lại sống đời sống phóng túng và tội lỗi thì mà chúng ta kêu là được cứu thì nó rất là khó. Rồi thì video sau mình sẽ chia sẻ sâu sắc hơn về việc ân điển và nhờ vào ân điển là như thế nào. Thì sẽ chia sẻ sâu sắc hơn và video cũng sẽ củng cố rõ hơn về cái phần đức tin cho các bạn nhé. Thì video này sẽ dừng ở đây, không nó sẽ dài quá. Câu kinh thánh này chúng ta mới ăn hết được một nửa thôi, chưa ăn được hết được. Nhưng quan trọng chủ yếu là các bạn phải biết là chúng ta được cứu không phải bởi việc làm chúng ta, không phải chúng ta hầu việc Chúa nhiều, hay là chúng ta đã truyền đạo nhiều, hay chúng ta đã làm chứng nhiều, hay là chúng ta đã cái gì đó nhiều, hay là chúng ta
vân 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 nhá. Quan trọng là chúng ta được cứu ấy là bởi ân điển, và bài sau sẽ học ân điển. Goodbye, chào lại các bạn, goodbye.